Mình chào mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ gửi anh chị mình một cái mảnh đất view hồ anh chị, mặt tiền đường giữa view hồ. Cái mảnh này là thuộc ở trung tâm của huyện Đất Phúc So nha anh chị, của trung tâm của thị trấn Đất Phúc So của huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông. Cái mảnh đất này là có là 35 mét mặt nhựa anh chị. Cái mặt nhựa đường này đường thông, đường này là đường sau này sẽ mở rộng mở rộng đường đi về đường về trục chính Quảng Quảng Trực nha anh chị. Và cái hướng này là hướng đi về Quảng Trực này. Còn cái xung quanh là nhà dân này anh chị. Còn cái khu vực này anh chị, từ cái nơi đây á thì mình đi di chuyển về ngay chợ của Đất Phúc So á, là chợ huyện á, và Đất Phúc So là đâu đó là chưa được 4 cây ra nha anh chị. Và cái mảnh đất này hôm nay giới thiệu anh chị là có là 35 mét nhựa, là cái ranh tính từ đây ạ, từ cái hàng dâm mục này anh chị này. Ở đây có con đường phía tay trái này, là từ đây đi thẳng đi xuống kéo tới đụng hồ luôn. Đi có chiều dài mặt đường nhựa ở đây là 35 mét tính tới cây trụ điện này anh chị này, có hàng cây sống đi xuống á anh chị. Mình theo chân em mình quan sát cái view ha. Nói chung thì cái mảnh này thì view đẹp anh chị, view của hồ này là cực kỳ đẹp. Ở bên khu vực ngoài bờ đập á, là người ta cũng có được có làm một cái farm nhỏ nhỏ nhìn rất là dễ thương. Còn cái mảnh này ở đây á anh chị là 35 mét mặt nhựa, nhưng mà đất lên được thổ cư nhanh vậy, đất này quy hoạch lên thổ cư trong tỉnh mở rồi. Ở đây thì cái giá lên thổ cư là hết là 250, nên 250 anh chị, 25 triệu 100 mét vuông á. Anh chị mình quan sát cái mặt view ha. Cái chiều dài anh chị, đứng ở đây cho anh chị mình nhìn tổng quan này. Cái chiều dài tính từ cái trụ điện anh chị nè, trụ điện này ha, đi xuống dưới cái phần giáp hồ luôn anh chị, là khoảng 60 mét anh chị. Cái mảnh đất này có diện tích là diện tích tổng trên sổ á, là gần 2 sào anh chị. Và diện tích thực tế ở ngoài thì nhiều hơn 2 sào một chút, do là trừ hành lang bờ hồ anh chị. Bên kia là bên hàng dâm mục là có cái đường đi xuống này. Đất mình là thế đất âm triền nhưng mà lại đẹp anh chị. Lại đẹp này. Ở dưới là có được một vài cây sầu riêng kìa. Anh chị mà sau này mình làm á, mình dọn cái đường bờ hồ đó ha, thì cảnh mảnh view nó sẽ đặc sắc hơn. Không, bờ hồ và cái chỗ hàng mít kìa. Ở đây là một khúc của hồ. Về mọi thông tin chi tiết về giá thì em xin phép em cập nhật, em để trên cái phần tiêu đề nha anh chị. Cái mảnh này á, là cái nhược điểm á, thì nó chỉ có hơi âm triền đi xuống thôi. Âm triền đi xuống nhưng mà có ưu điểm là giá thì lại rất nhiều so với khu vực anh chị. Đây, hiện tại chỗ khu vực này đang 100 triệu một mét này. Nhưng mà mảnh này chủ nhà mình bán thì chỉ có được có chưa được nói chung là bán giảm hơn khu vực là gần 40% luôn anh chị. Đất lên được thổ cư mà view hồ nữa. Từ việc quan sát dân cư xung quanh này, anh chị mình để ý trên flycam á, mình cũng thấy ha. Còn cái mặt view anh chị, view ở dưới thì quá đẹp. Đây thì ngay chỗ khu dân cư rồi. Anh chị mình kết hợp quan sát thêm flycam ha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi video ạ. Em xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh. Nó không có bị dốc lắm đâu nha anh chị ơi, âm triền thôi. Còn mặt view siêu đẹp rồi. Có bơ, có mít, có 3-4 cây sầu riêng gì đó. Đất lên được thổ cư. Em xin chào anh chị ha. Em xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh.